Hey, xin chào bạn. Hôm nay sẵn mình quay một cái tủ điện điều khiển cho ba cái tầng trần sưởi cho cái nhà yến. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà để mà xử lý cái alarm trên cái đồng hồ nhiệt CH702 hay là tất cả các loại đồng hồ nhiệt. Đây là một cái đèn alarm, hai alarm, cái còi báo. Cái alarm là cái gì? Cái alarm nghĩa là mình nói nôm na cho nó dễ hiểu á, là nó một cái ngưỡng cảnh báo cho đồng hồ khi mình quá nhiệt độ đó với nhiệt độ mình cài đặt mong muốn. Thì thường thường trên đồng hồ nó sẽ có một cái alarm hoặc hai cái alarm tùy theo cái đồng hồ nha, tùy theo cái model của đồng hồ nó sẽ có hoặc không. Còn thường thường người ta sẽ để như vậy, nhưng mà ở trong đó nó không có tín hiệu đầu ra vì nó không có cái tiếp điểm. Thì cái alarm này để mục đích để làm gì? Như các bạn cài 30 độ nhưng mà các bạn muốn á là nó lớn lên, cài trên này nè. BV là cái nhiệt độ mình cài đặt nè, 35 độ. BV là cái nhiệt độ mà nó nhận về nè, còn cái nhiệt độ mình cài đặt là 35 độ đúng không? Nhưng mà nó lên tới 40 độ thì nó phải báo ra cho mình biết là cái nhiệt độ này nó quá rồi. Mình sẽ xử lý như thế nào? Thì cái nhiệt độ hiện tại trên đường của môi trường là 31 độ C, còn nhiệt độ mình cài đặt đó là 30 độ C. Đó là chuyện bình thường nha. Rồi bây giờ khi nào nó nổi alarm lên nè, các bạn nhấn set giữ giữ một chút xíu, nó sẽ là AL1, AL1 3, là 3 độ. Quá 3 độ thì nó sẽ báo. Rồi mình nhấn giữ thoát ra nè. Quá 3 độ nó báo á thì cái nhiệt độ cài đặt của mình này nó phải là 27 hoặc 26 độ. 27 độ đi ha. Quá 3 độ này, nhấn set. Đó, 27 độ, nghĩa là nó đang đang quá 3 độ. Nè, 27 nè, cộng 3 là 30, quá 3 độ thì nó chớp nè, thấy không? Rồi các bạn nhấn lên. Khi cái nhiệt độ này nó tăng lên 28 thôi. Nó vẫn chưa tắt. Rồi, để lên 29 đi. Rồi, nó sẽ lên 2 độ thì nó sẽ tắt. Đó là cái gì? Như các bạn cài dưới này 30 độ thì nó lên 33 độ nó sẽ báo. Các bạn cài dưới này á 29 độ thì nó cộng cộng 3 độ, thấy không? Nó lên là 30 34 độ nó sẽ báo nha. Thì do như vậy á thì các bạn phải hiểu nữa là cái ngưỡng độ đó là cái ngưỡng độ mà nó vượt quá cái ngưỡng độ cài đặt. Cái ngưỡng nhiệt độ cài đặt, cái alarm là cái ngưỡng nhiệt độ quá so với nhiệt độ cài đặt bao nhiêu độ do mình cài đặt nha. Có thể mình cài âm xuống được hoặc là báo trước được nha, báo trước được, các bạn cài âm xuống được này, thấy chưa, âm xuống này. Nên là cái này mình sẽ tự tính toán và mình sẽ tự á tự xử lý cái này theo cái nhu cầu của khách thôi, theo cái nhu cầu của mình. Thường thường á là cái nhiệt độ mặc định của alarm ở trong cái đồng hồ nhiệt là 30 độ. Các bạn thấy nè, các bạn coi nè, thường thường á nhiệt độ cái mặc định của nó hình như là 30 độ. Cái này mình cài lại hết rồi, 30 độ C nha, nghĩa là nó vượt quá 30 độ C. Cái này lên 60 độ là nó sẽ báo. Nó báo thì báo qua còi này, trong ba cái đèn này nó báo bất kỳ cái nào á thì nó cũng ấy hết, nó cũng báo về đây. Để mình coi thử, mình súng thử cái này thử này, mình biết này. Rồi, mình súng là đó, mình thấy không, cái nào cũng báo hết nha. Còn nếu mà bình thường á 5 độ này, nếu mà bình thường á mà các bạn không sử dụng cái alarm này á, không sử dụng tiếp điểm để làm gì hết á, thì cái nó có báo hay không thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới mình hết nha. Các bạn yên tâm, hoàn toàn sử dụng bình thường. Một số bạn thì lâu lâu ấy, cái nhiệt độ nó tăng, cái nhiệt độ trong môi trường nó tăng lên chút xíu, rồi mình hạ thấp cái này xuống, cái cài đặt mình xuống thì nó sẽ nổi alarm thì bạn sợ. Nhưng thực sự ra nếu mà mình không sử dụng tiếp điểm đó để sử dụng để làm một cái tín hiệu thứ hai hoặc cái tín hiệu xuất ra còi hoặc là cái gì đó, hay cái quạt hút gì đó, thì nó không có nghĩa lý gì hết, thì các bạn vẫn xài bình thường nha, vẫn xài bình thường. Đó là cái lỗi này thì bắt buộc nó phải báo thôi. Rồi anh em nào có nhu cầu về đồng hồ nhiệt, tủ điện và tủ điện điều khiển, phòng sấy thì liên hệ mình. Tất cả các thiết bị về nhiệt điện trở bên mình cung cấp nha, là những cái bóp sấy vậy này, tủ điện này, cho nhà yến, rồi cho những cái phòng sấy sơn và những cái phòng sấy lập xưởng, tất cả bên mình có hết nha.
Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp mình. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn các bạn trong những video tiếp theo.